Vâng, xin chào mọi người. Đây là video cập nhật buổi chiều tại mộ cậu Năm ha mọi người ha. Chào chị Bình Dương Tiên. Chiều đây bây giờ Tiên sẽ lau cái này nha cô chú anh chị. Chuẩn bị dọn dẹp mộ cậu nha mọi người. Hả? Em bỏ vỏ rồi. Em bỏ vỏ rồi. Đây là anh TikToker. Hiện tại thì không có công tác ở trên là video cập nhật buổi chiều nha mọi người ha. Thì anh em chuẩn bị dọn mộ cậu, thì trong khoảng thời gian chờ đợi dọn mộ cậu thì em sẽ quay một vòng tại khu vực mộ cậu Năm cho mọi người xem ha. Sáng giờ mọi người thấy sáng ý mà em xuống trễ xíu mọi người, tại vì 10 giờ em mới xuống thì nghe nói là rất là nhiều khán giả đến viếng, cũng như là các đoàn người đi lễ đi ngang, cũng như là các mạnh thường quân đã gửi những phần quà cho anh em YouTuber, cũng như là những phần cơm chay để cúng cậu Năm. Cũng cảm ơn mạnh thường quân rất là nhiều đã ưu ái cho mấy anh em ở trong mộ cậu. Bây giờ thì mấy anh em chuẩn bị dọn dẹp bàn thờ. Trời cũng sắp mưa rồi, lâm râm rồi. Mấy anh em ơi, chuẩn bị dọn đi mấy anh em ơi. Mưa tới rồi mấy anh em ơi, lâm râm rồi. Lâm râm rồi đó. Dọn dẹp đi. Giờ là em lau hai cái đèn nha mọi người. Đây là cái video cập nhật buổi chiều của mấy anh em. Thì mấy ngày trước thì em đón con cho nên em không có phụ mấy anh em dọn được. Hiện tại thì phụ mấy anh em nha mọi người ha. Tâm thù được có nhiêu đó không quý vị? Giờ là giống nước lao rồi. Được có nhiều đó đúng không vậy? Được có nhiều đó không có hết được. Đây. Ở trên mới gợi ý tâm hát. Bây giờ là có cái thuốc mà tất cả anh em hỗ trợ cho anh em cùng. Thank you.
lao mấy em đây nha mọi người. Đó, anh Bi đi chơi lao nè. Sẽ là thắp hương cho cậu Năm. Này phải thêm một pha áo vàng nữa ha. Mới pha áo tím à. Đúng rồi. Áo tím à? Cái gì? Kiếm điểm hả? Dù màu tím anh kiếm hết luôn á. Có cho mặt con đuổi mà nó... Tại vì sao mình đặt dù này là mình chống cháy. Tại vì đảm bảo mà không có dù. Tại vì anh ý là mình đặt ra mình đã lấy dành á. Mình bố mình về với ông anh em mà làm sao. Không có thấy cho dù này là tôi biết cái giá trị rồi. Mà tao nghe. Mình
Hết cái đèn nó đâu chưa? Cái mà anh không thấy ba lo vậy chứ đừng chơi cái vụ á. Anh cha nó bự mà chó bự. Mấy cái đèn này lâu lắm rồi mới chỉ có 5 rồi, mọi người ơi. Hết luôn, vậy về nè. Nãy đừng đợi nó giờ thắp hương. Wow, khán giả vô nó là cả nhà ơi. Dẹp 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 vô nha. Ủa nghe dẹp thế chứ. Thắp hương mấy mộ xung quanh nha mọi người. Tại vì bốn cái mộ này là em hay đặt máy ở đây á. Cho mọi người xem quang cảnh. 4:30 đúng rồi. Chứ. Dạ không đúng rồi. Quay à? Rồi bây giờ thì sẽ thắp hương cái mộ của bác ở lúc đó mọi người. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ thì sẽ quay cho mọi người xem ha. Còn quang cảnh của mấy anh em bây giờ là trời chuyển mưa. Rất là mưa luôn. Rất là đen luôn. Chiều nay là mưa lớn đó. Lẹo lưỡi, lẹo lưỡi. Đây là Duy Minh Vlog nha. Ngày mai có chương trình gì không em? Để nói anh biết em. Mai có chương trình gì không? Mai có chương trình gì? Mai Chủ Nhật. Mai thì vẫn cúng cơm bình thường như thường lợi thôi nha. Cúng cơm như thường lợi. Cái bên là Vlog 24 giờ nha mọi người. Rồi mấy anh em làm một xong hết chưa? Xong, trời ơi xong hết rồi. Còn em đó. Rồi hiện tại bây giờ thì chắc có lẽ thì em đặt máy đây nha mọi người ha. Video này sẽ dài hơn 10 đô khác. Mới sinh lọc còn 5 rồi. Giờ mấy anh em thắp hương nha mọi người. À, xin chào mọi người nha. Chào anh Điên. Chào anh em. Bấm máy chạy nha. Bấm máy chưa? Bấm máy chưa? Không, em bấm máy rồi nó mới bị tắt. Giờ mấy anh em thắp hương mọi người. À, hết mưa rồi, trời ơi, thơm dữ vậy ta, cái mùi thơm quá vậy. Nãy gì cái này là nước bạc hà gì Ngọc? Hả? Nước nhà hoa hồng. Hoa hồng hả?
Để xin cái hiệu ơi, muốn về lau nhà mình thôi. Phía bên kia cũng có khán giả đó mọi người, mình thấy nè, khán giả đó mọi người thấy không, cũng đang đứng để mà quay phim lại, cũng chụp hình lại tại một phần cổ năm buổi chiều nay. Mấy chị em thì thắp hương vòng vòng xung quanh các mộ. Giờ Duy Minh thì sẽ lao hình, lao mộ bia của cậu Năm. Phía ngoài cũng khán giả già quyến nè mọi người. Chào, chào anh. Đúng rồi, đúng rồi. Câu nó hay. Câu này là câu này là đúng. Nhưng mà mình làm với cái tình thương nó khác. Tình thương nó khác. Với lại là mình làm là vừa giúp mình mà vừa giúp được cho người khác nữa, cho đúng rồi, nữa. Đúng rồi. Chứ bài mà nói em thương cậu, mến cậu rồi không có gì tiền nữa ha. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Này hay nè. Em nào có gì em nói đấy, em không sợ. Đây mình cũng là mục đích của mình là kiếm tiền mà. Đúng rồi. Mà mình kiếm tiền trên một cái nó khi suy nghĩ nó khác. Ai thì không biết chứ em vừa kiếm tiền nhưng mà mình cũng đó. Chứ một số em cũng nghe nó gì à, tại vì em cũng nghe thật tới nha. Còn tới đây là không có làm gì tiền. Là em ghé xạo đó thật luôn. Vì mình là cũng phải có kiếm tiền nghe quý vị như vậy. Đó thật sự luôn. Ai cũng phải có, mình ai cũng phải gì để sống chứ. Sống mà có tiền mình cũng nuôi cha nuôi mẹ mình chứ, gia đình mình chứ. Có sao mình nuôi con nữa. Con gái, vợ con này kia đồ nữa. Làm là phải gì tiền, quay là phải có tiền. Nhưng mà cách kiếm tiền của mình thì khác mọi người, không biết mọi người sao thì không biết. Cái này á là mình làm á, mình kiếm tiền á là bằng mồ hôi nước mắt của mình mà, một sức lao động của mình mà. Rồi mình làm việc như thế này á là nó cũng rất là ý nghĩa chứ, đúng không? Đó. Vừa chia sẻ thông tin mà vừa mình làm hoạt động như là đánh tập thể dục đó. Đúng rồi. Là vì mình đang lao rất là kỹ luôn vậy. Không phải lau kỹ mà lau hơi chậm tại vì có mấy con là chuyện nghe đây là em Nhi nha. Đó. Đây khán giả, đây là Thiện Tiên, đây là Bình Dương Tiên. Đó, mọi người thấy không, rất là nhiều. Ở phía sau kia là mấy chị em đang thắp hương cho các một phần nghệ sĩ xung quanh mộ cậu Năm. Đó. Dạ vẫn vô giếng nè mọi người ha. Và rồi chắc lẽ thì em quay một vòng nữa em sẽ kết thúc cái video mọi người ha. Mọi người xem thì cho em xin một cái like, một cái chia sẻ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một buổi chiều ngày 2 tháng 9 vui vẻ, may mắn và bình an. Đi chơi với gia đình nhiều niềm vui nha.
Bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người đâu sau.